Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi bắt đầu lại phi vào trong thành phố của Phổ Yên. Quý vị bắt đầu thấy này, khi cổng vào này, quý vị thấy đây là cái khu đèn cao áp và những cái vườn hoa là nó sẽ là làn đường đôi. Đây là một đường vào, một đường ra. Bên trong này ấy, thì chắc chắn là quý vị sẽ thấy được rằng là cái khu mà trước đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị, tức là cái khu tái định cư ấy, là ở đầu bên này này. Đây, cả một cái dự án tái định cư đây này, là người ta đã có bìa rồi đấy, và người ta đã đang xây dựng này này. Đấy là khu tái định cư đấy, nô 100m, nô 200, nô 300m đấy, hàng chục tỷ một lô ở trong khu này đấy. Nô nào rẻ ở trong khu này nó cũng rơi vào hơn 30 triệu một mét, còn không là 40-50 đấy. Ở đây thì cái mặt bằng thì như quý vị cũng đã thấy được rằng là một số thì vẫn còn đang là ruộng lúa, người ta cũng vừa mới gặt lúa xong kìa. Đấy, đây anh em thấy chưa, đây đi rẽ vào trong khu này một tí để cho anh em thấy là cái khu tái định cư ở trong này. Đấy, đối với những cái khu vực như thế này ấy, thì quý vị cũng có thể thấy được rằng là người ta cũng đang có cái xu hướng, có cái góc nhìn, tức là người ta sẽ xây dựng ở đây để chào đón cái thành phố mới. Khi thành phố nó hiện thân lên cái là người ta sẽ có thể vào đấy ở luôn. Đấy, và quý vị cũng đã biết được rằng là song song với cái việc là xây dựng thành phố thì người dân ở đây người ta cũng đang xây dựng khá là đẹp. Nhưng mà tôi nhìn thấy ở đây là hơi kém này, quá kém luôn. Bây giờ đang trong này đang quá thấp. Đây này, trong này sau nay mai là rất thấp này. Đấy, dốc vào trong này, nhìn thấp chưa kìa. Đấy, so với lại ruộng là lên có khoảng độ 5-60 phân rồi, rất thấp luôn. Đường này thì là cao này. Đấy, nhưng mà kéo sâu xuống dưới kia thì đấy, móng người ta làm xong hết rồi kìa, nhìn hơi thấp nhỉ. Đấy, như này là quá thấp. Sau nó có mương. Mương thì mương nhưng mà như này là thấp. Xây nhà như này sau này mai mà ngập úng thì thôi rồi. Chết. Đây vỉa hè đây quý vị nhìn này, rộng mênh mông này. Đấy, cả cái khu này chúng ta thấy được rằng nó là tái định cư nhá. Đấy, những cái nô đất ở đây này là người ta bây giờ đang xây dựng rất nhiều nhà đây này. Đấy, giá là trên 30 triệu một mét. Đấy quý vị, hôm nay tôi mới đưa quý vị vào trong cái khu tái định cư có bìa hết rồi. Đấy, nô góc, nô thường. Đấy, cho nên là đấy là một trong những cái mà chúng ta nhìn rất là rõ. Đường xá này rất là thuận luôn. Đấy quý vị thấy không ạ? À, cống hộp rồi đường điện đi ngầm. Đấy, đây quý vị thấy không, đường này đan xen nhau như bàn cờ luôn. Ra đây cũng lại là một cái đường đi vào trong dân này. Đấy, rồi đường ra quốc lộ 3. Đây đang đổ đá đây để giải nốt con đường này. Ở khu vực này thì tôi thấy là đường xá là chỗ cao chỗ thấp. Đấy, bên vế bên này sẽ cao hơn này. Bên vế bên này cao hơn này. Nhìn thấy cái mặt bằng chung là nó đang cao hơn. Bên vế đầu kia là hơi thấp hơn một chút. Đấy, nhà cửa này quý vị thấy này. Đấy, khu này thì chúng tôi gọi đó là khu tái định cư cho nó dễ. Đấy, di dân ra đây. Những cái nô đất mà người ta lấy của dân ấy, là người ta lấy đất của dân rồi người ta phải đền bù dân ra khu vực này. Đây, nhà sàn, nhà xiếc đây. Đấy, hôm nay quý vị sẽ được chiêm ngưỡng cái dự án này. Dự án này bây giờ nếu nói về Phổ Yên là đắt nhất. Đắt nhất Phổ Yên bởi vì nó nằm ở trung tâm của thành phố Phổ Yên. Những người nào mà có cái nhu cầu đầu tư mua bán những cái lô đất ở trong này thì hiện tại ở trong này bây giờ còn rất nhiều lô đất người ta đang bán. Đấy, giá thì tôi đã chia sẻ cho quý vị rồi. Nó từng tùy theo từng vị trí. Lô nào rẻ nó cũng trên 30 triệu một mét. Đấy, quý vị thấy không ạ? Đường xá đây. Đấy, thuận tiện như nào thì quý vị nhìn trực tiếp ở đây quý vị sẽ thấy luôn là đường xá nó như nào. Và ở đây thì các hộ dân ở đây người ta xây tất cả những cái nhà đây là của hộ dân nhá. Đấy, là người ta xây dựng ở đây và người ta để ở. Đấy, đấy là những cái rất là thực tế. Còn chúng ta sẽ đi vào trung tâm của thành phố. Đấy, đây là cái khu vực này là khu vực mà ở cổng của thành phố. Người ta xây dựng rất là nhiều luôn. Nói chung là trong cái khu vực này ấy, tôi đánh giá là chỉ trong tầm cỡ khoảng độ 2-3 năm nữa thì khu này người ta sẽ xây kín hết. Đấy, mọc rất là nhanh luôn.
trung tâm quảng trường thì nó phải đi ra con đường chính này. Đấy. Ra cái con đường vừa nãy đi vào ấy. Chỗ này vẫn chưa phải là trung tâm quảng trường, mà chỗ này nó là cái tái định cư thôi. Đây chúng ta phải đi ra ngoài. Đấy. Ruộng lúa đây vẫn vừa mới cấy xong, vừa mới gặt xong đây. Ruộng ngô vẫn còn kia, chưa còn cả đổ đất. Đây ngô đây, ruộng lúa đây. Thế nhưng mà đã có cấp bìa hết rồi. Đấy, có bìa đỏ đàng hoàng rồi đây. Đấy, chứ không phải là không có bìa đâu. Kể cả đầu bên trên kia cũng thế nha. Những cái đầu bên trên kia cũng đền bù hết rồi, nhưng mà người ta vẫn cứ cấy lúa. Đấy. Đây, đây là con đường huyết mạch, con đường trục chính mà đi vào trung tâm quảng trường. Anh đi sang bên kia. Không, vẫn cấm. Cấm. Đây, đây là vào đến trung tâm quảng trường này. Rộng mênh mông. Nếu nói với quý vị thì 40 ha đất làm quảng trường, rộng lắm, mênh mông bể sở. Chúng ta vào trong đấy, chúng ta xem là có gì mới. Bởi vì là cái khu vực này là đang hoạt động rất là tích cực. Mỗi một ngày chúng ta vào nó đã có một cái thay đổi rồi. Những cái vỉa hè lát đá đây, ở đây lát cũng gần xong rồi. Hôm nọ đi là chưa lát. Đấy, nhưng mà bây giờ là đã lát xong rồi. Đây là khu này là khu đài phun nước này. Khu này là cái trung tâm của thành phố, là cái điểm vào này, là cái nơi mà để mà gọi là điểm nhấn, chúng ta gọi nó là điểm nhấn của thành phố Phổ Yên. Đấy. Nó có cái đường mẹ vòng quanh luôn cả cái khu vực này, nó như là cái trung tâm của thành phố Thái Nguyên ấy. Đấy. Đài phun nước thì ở giữa kia. Xung quanh sẽ là những cái bồn hoa, bồn hiếc. Đấy, quý vị có thể thấy được. Đấy, và đây, trong cái khu vực này nó sẽ là khu quảng trường này. Đây, những cái dãy này là dãy quảng trường này. Đấy, vỉa hè thì nát đá, quý vị nhìn thấy rất là đẹp. Và cái chiều rộng của cái vỉa hè đấy thì quý vị thấy nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ chục mét. Cây thì rồng toàn cây to thôi. Quý vị nhìn thấy thì quý vị sẽ nắm ngay được rằng là cây này nó cũng đã có cái tuổi thọ của nó hàng vài chục năm rồi. Đấy. Đấy. Đây. Cái khu giữa này này cũng là khu để chúng ta thấy được rằng là sẽ là những cái khu tiện ích. Đó. Rồi thì tập thể dục thể thao ở cái khu giữa này. Đấy, rồi thì vườn hoa cây cảnh cũng đều nằm ở giữa này. Đó là cái điểm nhấn rất là đẹp. Đấy. Bên kia cũng vậy kìa, là cả một cái quảng trường lát đá rộng mênh mông luôn. Đấy là cái khu bên. Khu bên là cái khu chính, khu trung tâm của quảng trường, là lát đá bằng phẳng hết. Quý vị nhìn thấy là đang lát đá kìa. Đấy. Đấy. Cho nên là nó thật sự là nó là rất mỹ mãn. Còn cái đối diện cái kia kìa thì đấy là cái nhà điều hành. Gọi là điều hành đấy, nhà đấy là nhà của trung tâm của thành phố Phổ Yên. Thì nó có đấy, gọi người ta gọi là cơ quan hành chính, cái nhà chính của nó là ở đấy. Trên cái bảng quy hoạch cái kia, nó có một cái nhà gọi là trông nó như là biệt phủ, đẹp lắm. Đấy. Đấy, quý vị thấy không? Toàn bộ ở khu vực này là đá hết, đá xanh, đá đỏ. Đấy, nát đây, quý vị nhìn này. Còn bên cái khu mãi trong kia kìa thì người ta vẫn đang san lấp. Đấy, cơ quan hành chính nó có một cái bản đồ quy hoạch cũng rất là chi tiết ở đầu trong bên kia. Nhưng mà tôi chia sẻ cho quý vị như này là tôi cũng chỉ chia sẻ trực tiếp để cho quý vị thấy được rằng là cái khu vực của thành phố Phổ Yên thì về cái mức độ hoạt động, mức độ xây dựng, nói chung là nó rất là tiến độ, rất là nhanh. Vào ngày nào là mỗi ngày nó một khác rồi. Đấy, hôm nọ thì chỗ này chưa làm, và đến bây giờ thì đã làm tương đối rồi. Đấy, đấy là những cái mà rất là nhanh nhẹn. Cái việc mà chúng ta chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy được rằng là đấy là cái điểm mà chúng ta tìm hiểu để chúng ta có thể là đầu tư. Bởi vì là có những người muốn đầu tư đất thành phố mới, đúng không ạ? Thì chúng ta nên lựa chọn. Còn có những người thì đầu tư đất vùng ven thành phố, nó có rất nhiều những cái
cái hay để chúng ta có thể đầu tư. Bởi vì bất động sản thì quý vị thừa biết rồi, những cái nơi nào là những cái nơi đang có cái đà phát triển thì nơi đó là cái nơi mà người ta lên đầu tư. Có thể chúng ta đầu tư hôm nay chúng ta cảm thấy là nó là đắt, nhưng chúng ta thừa biết được rằng là gì, là khi mà cái thành phố này nó mọc lên được cơ quan hành chính, nó mọc lên được các cái nhà hàng, nhà cửa hàng, cửa hiệu, rồi thì siêu thị, rồi thì mọi thứ nó sẽ đổ dồn vào trung tâm của thành phố. Tất cả những cái gì lớn nó sẽ tập trung về đây. Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy được rằng là càng ngày đất nó càng có giá trị, càng ngày thì đất nó càng đắt. Nó là như vậy. Hai nữa là song song với cái việc mà thị trường bất động sản nó càng ngày thì đồng tiền nó sẽ càng lạm phát, nó sẽ càng mất giá. Cho nên là cái điều mà chúng ta đầu tư về bất động sản thì nó vẫn đang là cái điều mà nhiều nhà đầu tư nhắm đến. Đấy. Người ta không đầu tư về chứng khoán, người ta không đầu tư về vàng, người ta không đầu tư về gửi tiết kiệm, mà người ta đầu tư về mua đất để người ta để ở đó. Đấy. Vừa xong thì quý vị cũng đã thấy rồi, một trong những cái video khá là ngắn thôi, thế nhưng mà quý vị cũng đã thấy được rằng là một trong những cái thành phố Phổ Yên sắp sửa ra đời nó sẽ đẹp như thế nào. Đây mới chỉ là cái bước đầu thôi, còn sau này thì quý vị sẽ thấy được rằng là độ đẹp, độ hoành tráng nó sẽ rất là khủng khiếp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý vị nào có cái nhu cầu muốn đầu tư về bất động sản trong cái khu vực thành phố, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chia sẻ một số các cái lô đất cho quý vị, để cho quý vị tìm hiểu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.